tiểu sử đại gia Trầm Bê lừng lẫy một thời giờ ra sao? Trầm Bê là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng, có sự nghiệp thành công trong khi vừa chỉ học hết lớp 6. Đây là nhân vật vô cùng kỹ tính và kiệm lời trước báo chí. Xung quanh ông Trầm Bê luôn tồn tại rất nhiều sự tò mò, vì người ta chỉ biết đến tiếng tăm mà không biết ông có xuất phát điểm từ đâu. Xem nhanh tiểu sử Trầm Bê. Tên đầy đủ Trầm Bê, năm sinh ngày 10 tháng 9 năm 1959, tuổi 61, nơi sinh Trà Vinh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hoa, gia đình, vợ Viên Đông Anh, con gái Trần Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều, Trầm Khải Hòa. Trầm Bê là ai? Trầm Bê sinh ngày 10 tháng 9 năm 1959, xuất thân dân tộc Hoa, sinh ra tại Trà Vinh. Vợ ông là Viên Đông Anh, hai ông bà có ba người con, Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa. Họ hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư. Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng Trầm Bê, tổng giám đốc của công ty Sơn Sơn, phó chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank. Trầm Thuyết Kiều, sinh năm 1983, là con cái thứ của ông Trầm Bê, phó tổng giám đốc khối khách hàng tổ chức ngân hàng Phương Nam, phó tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, NJC. Trầm Khải Hòa, sinh năm 1988, là con trai út của Trầm Bê, chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Phương Nam, thành viên hội đồng quản trị Sacombank. Trong sự nghiệp của mình, ông được biết đến là thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh, PCCI, chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện Triều An. Ngoài ra, ông còn cùng với gia đình tham gia hội đồng quản trị của một số công ty như Ngân hàng Phương Nam, Công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, Công ty chứng khoán Phương Nam và gần nhất là Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank. Vào năm 2017, ông Trầm Bê bắt đầu vướng vào những bê bối liên quan đến kinh tế và sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Song vẫn không thể phủ nhận độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ông vào những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp. Học vấn, Trầm Bê chỉ mới học đến lớp 6, trình độ học vấn 6/12. Sự nghiệp, những năm tháng thuận buồm xuôi gió. Từ năm 1991 đến năm 1994, Trầm Bê bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 32, là giám đốc công ty chế biến lâm sản Đông Anh. Từ năm 1995 đến năm 2001, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chế biến lâm sản Đông Anh. Năm 1999, ông tham gia vào thị trường bất động sản, đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh BCCI với vai trò là thành viên hội đồng quản trị. Đây là thời kỳ BCCI đang rất phát triển. Năm 2001, Trầm Bê cùng với bác sĩ Nguyễn Hải Nam và Lâm Trung Lương góp vốn để xây dựng bệnh viện Triều An và đạt được thành công lớn. Trầm Bê xoay sang làm ngân hàng, nhờ đó tạo thế kiềng ba chân vững chắc, vừa sản xuất vừa huy động vốn, khó lọt ra ngoài một đồng lãi. Từ năm 2002 đến năm 2004, công ty chế biến thủy hải sản Sơn Sơn do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị chiếm lĩnh toàn bộ thị trường chiếu xạ Thanh Long tại Việt Nam. Năm 2004, Trầm Bê tham gia đầu tư và trở thành thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Phương Nam, Southampton. Trong giai đoạn này, ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc và đạt đỉnh điểm vào năm 2007. Năm 2007 đây cũng là những năm mà ngân hàng phát triển mạnh nhất. Ngân hàng Phương Nam đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, cùng lợi nhuận ròng gần 200 tỷ đồng trong năm. Năm 2007, cùng trong năm, ông Trầm Bê cho ra đời công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, NJC, và công ty chứng khoán Phương Nam, PNS. Nói thêm về tình hình hiện tại, công ty NJC và PNS, ông Trầm Bê đưa con gái Trầm Thuyết Kiều sở hữu 11% cổ phần nắm giữ chức phó giám đốc của NJC. Còn tại PNS, sau 3 năm thành lập, con trai út của Trầm Bê là Trần Khải Hòa đã được cha đưa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, Trầm Trọng Ngân trở thành phó chủ tịch thường trực. Vào năm 2015, Trầm Trọng Ngân và Trầm Khải Hòa đã được nâng mức tỷ lệ sở hữu tại PNS lên thành 6,09%. Đến năm 2009, hơn 7 năm theo đuổi và nhận được cấp phép chiếu xạ cũng như giữ thế độc tôn trong việc kinh doanh, công ty Sơn Sơn của ông Trầm Bê đã có đối thủ cạnh tranh là nhà máy chiếu xạ Thanh Long do công ty cổ phần An Phú đầu tư. Năm 2009, BCCI có mức tăng trưởng lớn, doanh thu tăng 66% và lợi nhuận tăng 36% trong năm tài chính 2009-2010. Tháng 12 năm 2012, Trầm Bê thâu tóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank và hợp nhất cùng Ngân hàng Phương Nam. Ông bắt đầu
giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank sau khi rời khỏi ghế Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Nam. Con trai ông Trầm Khải Hòa cũng trở thành một thành viên trong Hội đồng Quản trị của Sacombank bắt đầu từ tháng 5 năm 2012. Khi sóng gió ùa về, năm 2014, cuộc hôn nhân giữa hai ngân hàng Phương Nam và Sacombank đã kéo cả hai cùng đi xuống. Ngân hàng Phương Nam báo lãi vẹn vẹn 17 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm gần 6% trong tổng số hơn 43.000 tỷ đồng dư nợ. Sau khi trích lập các quỹ, ngân hàng chỉ còn lại 1,2 tỷ đồng nên đã không thể chia cổ tức cho cổ đông. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank phát đi thông báo ông Trầm B và con trai Trầm Khải Hoàng ký giấy tờ tự nguyện rời vị trí và không còn tham gia vào điều hành Sacombank kể từ thời điểm này. Tuy nhiên đây chỉ là một bước thủ tục cuối. Còn trước đó một năm, ông Trầm B đã không còn tham gia vào quản trị Sacombank nữa. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, báo chí nước Việt Nam rúng động tin tức Trầm B bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng của Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam trong vòng 4 tháng về khoản tín dụng 1.800 tỷ mà ông cho Phạm Công Danh vay năm 2013 với hồ sơ khống 6 công ty liên quan. Đây cũng là khoản tín dụng đưa Trầm B tới con đường ngày hôm nay, bị bắt giam và khởi tố. Trầm B bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng của Bộ Công Thương Việt Nam bắt tạm giam. Cuối tháng 1 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên phạt ông Trầm B mức án đủ răn đe là 5-6 năm tù. Tháng 8 năm 2018, ông Trầm B bị tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 12 năm 2019, cơ quan tố tụng vừa có yêu cầu điều tra bổ sung đối với Trầm B. Cho đến nay, việc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Các tác động đến cộng đồng và xã hội. Năm 2001, Bệnh viện Triệu An ra đời trong chủ trương xã hội hóa y tế. Ông Trầm B là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là bệnh viện tư nhân đa khoa chuyên sâu đầu tiên và cũng là lớn nhất Việt Nam. Qua báo chí có thể thấy, gia đình ông Trầm B đã chi ra nhiều tiền cho công tác từ thiện như xây trường học, xây chùa. Trong số đó có công trình nổi tiếng là Chùa Vàm Ray tại quê hương của ông. Đây được xem là ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, việc cổng chùa mang tên ông, thậm chí hình ảnh gia đình ông còn tràn ngập nơi chánh điện, đã gây phản cảm cho nhiều người. Ngày 3 tháng 10 năm 2012, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã có công văn gửi Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh về việc ông Trầm B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú mới bị trộm lấy cắp sừng tê giác. Dựa theo thông tin trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội cho rằng chiếc sừng này có khả năng là sừng được mua bán bất hợp pháp. Từ một hình ảnh, Trầm B ít xuất hiện trên báo chí, một sự nghiệp suôn sẻ không có bóng dáng của những thất bại nặng nề. Ông Trầm B với một bước đi sai lầm đã tan tành cơ nghiệp. Tuy nhiên nhìn lại cái chặng đường, không thể phủ nhận ông là một người vô cùng nhạy cảm với những thị trường còn bỏ ngỏ, biết nắm bắt cơ hội đầu tư vào đa lĩnh vực với nhiều toan tính và bước đi chắc chắn, linh động theo chu kỳ vận động của nền kinh tế, từ nông nghiệp tới đầu tư cơ sở hạ tầng và tài chính. Rõ ràng, không nói đến những bê bối mà Trầm B đang gặp phải, thì ông chính là một tài năng kinh doanh thiên phú.